Rồi. Ok, hello anh em nhá. Trước mặt anh em đây là con xe cọp, xe đạp cọp. Đấy. Rồi. Thì con này mình làm hết mấy ngày hôm nay đây, mấy ngày hôm nay mà anh em mọi người hỏi là bao lâu rồi chưa ra video ấy, thì là mình dồn sức mình làm con này nhá. Đấy. Bắt đầu mình sẽ review qua nhá. Mày xuống xe đi, mày xuống xe giữ xe đi. Đấy. Đấy. Từ trên này xuống nhá mọi người nhá. Cái đầu tiên là cặp bánh. Cái này là size bé. Đấy. Đi lốp Michelin. Đấy. Con luôn. Bên dưới là cái niềng. Cái bộ này là 5 triệu. Nguyên cái bánh đầu là 10 triệu nhá mọi người nhá. What the hell? Đấy. Nguyên cái bánh đầu là 10 triệu. Nhưng chưa có chân trống. Cái thứ hai là cái cặp phuộc. Đấy. Phuộc upside down ngược. Đấy. Cái này là nó không phải là nó bị gì đâu nhá. Cái này là nó theo thiết kế rồi. Đấy. Phanh trước thì không có này mọi người. Có nhá. Cái này phanh theo kiểu phanh theo kiểu đây này. Phanh theo kiểu phanh không khí ấy. Đây này. Đấy mọi người thấy chưa. Nó bóp nó phanh không khí nhá mọi người nhá. Cái lốp ở đây này. Cái lốp ở đây này. Tính ra là nó sẽ phanh vào chỗ này. Mà nó lại gọi là lại lên trên mất rồi. Đây này mọi người. Đây là theo thiết kế. Đây là theo thiết kế nhá mọi người nhá. Bên trên này thì mình có làm một thanh ở đây để mình chắn. Bởi vì sao là bởi vì như này này mọi người. Cái dưới này đây. Cái này là mình cắt đi nhá. Cái này trước là có một cái càng ở dưới này. Đấy, cái này là nó nối từ cái này này, nối từ đây xuống đây. Thế mình cắt luôn qua đây. Xong mình nối lại. Đấy, mình cắt trên này hết. Đấy. Thì hạ cái cặp này thì mình mất là 4 triệu nha mọi người nhá. Đấy. Lên đến đây thì tay phanh của con Exeter 135 nha mọi người. Đấy, cái này 1 triệu. Đấy. Đâu xem tay phanh nhỉ? À không, cái này là đâu? Cái này là tay côn mọi người ạ, đây này. Cái thứ hai là bên tay phanh này. Đấy, cái tay phanh này là sẽ zin theo xe nhá. Đấy. Cụm ga này mọi người. Đấy, ga nhá. Rồi đến cái đằng trước. Đấy, cái ghi đông này của ghi đông Soa nhá mọi người nhá. Đấy, cái ghi đông này thiết kế riêng cho con xe của mình. Mình mua về mình cắt ra. Con này là cái ghi đông này là 20 triệu, full carbon nhá mọi người nhá. Đây này, full carbon nhá. Carbon gì mọi người ạ? Carbon gì mọi người ạ? Ok, đến tiếp theo là cái khung sườn. Đấy, khung sườn này là mình làm lại hết. Đấy, xịn chưa mọi người? Chưa lắm. Nát hết. Cái này là điểm nhấn của xe nha mọi người, không phải là mình không biết hàn đâu. Đấy là anh điểm nhấn. Đấy. Đến tiếp theo. Cái động cơ. Cái máy này là máy 62 tự do nhá. À 65 tự do nhá mọi người. Máy 65 tự do nhá. Đây này. Tự do luôn nhá mọi người nhá. Đấy. Máy 65 tự do. Con này được cái là đi không cần xăng mọi người ạ. Đấy. Lên cho. Mọi người nhìn thấy bánh răng của máy chưa? Đây này, 1 2 3 3 lớp. Có nghĩa là cái này là để chạy đi đường phố này. Cái này là đi gọi là đi trêu công an này. Cái cuối cùng là đi đua này, đấy. Lên đến cái yên. Cái yên này là yên bên mình sản xuất nhá. Rẻ thôi. Cái này chi phí thì cũng khoảng 5 triệu cái yên này nhá mọi người. Đây, hai thanh này. Đó. Cái này mà đi nhanh thì ngồi edit luôn mọi người ạ. Đấy. Cái tiếp theo là sên. Bên miền Nam gọi là sên, bên miền Bắc mình gọi là xích. Đấy. Cái này là của nhà thì... thiết kế Văn Cao. Chả biết mình mua đó, quên mất rồi, nhưng mà cái này là mình đặt hàng bên nước ngoài nhá. Là 10 triệu cái cọng này. Đấy nhìn mọi người nhìn thấy kinh không? Đấy, cái này không phải gì đâu nhá. Đây là xích vàng đấy. Đây là xích màu vàng nhá. Thiết kế riêng cho mọi người. Còn tiếp theo là cái bộ phanh đĩa.
phanh đĩa đơn nhá. Cái này có cả ABS rồi nhá. Đấy. Có cả ABS rồi nhá, chống trượt các kiểu luôn. Đấy. Có cả ABS rồi nha mọi người nha. Đấy. Đố anh em mọi người nào mà tìm được xe cọp nào mà nó có cả ABS như của mình luôn. Oh my god. Wow. Cái tiếp theo là cái này. Cái này là trước cái khung này là mình thiết kế mà. Nó cắt ra thế là cắt xong không gắn lại được, thế là phải làm một cục xong gắn vào đây. Cái lốp sau thì cũng như cái lốp đầu thôi. Nó có giá là 10 triệu mọi người ạ. Giá là 10 triệu nhá. Cái đùm này này, cả cái khu này là 10 triệu. Riêng hai quả lốp là mỗi quả là 5 triệu, cả gọi là tổng thể cái bánh là 10 triệu một cái. Tiếp theo là cái tăng xích, cơ phải tăng xích mà là cái này là bánh trung gian này, đấy. Đấy mọi người nhìn bánh trung gian này này. Ok chưa? Cái này là bánh trung gian dùng để tăng tốc độ chạy nhanh của con xe, đấy. Cho anh em mọi người nhìn tổng thể con xe này. Đấy. Ok. Giá dạ, mình test mà. Ok, thằng bây giờ mình cho thằng đệ đi test nhá. Đi. Ok mọi người nhìn rõ chưa? Cái này rất hơi hợp với xe của trẻ con nhá. Đây, tổng thể này. Đó. Anh em mọi người nhìn kỹ nhá. Cái này là mình cắt ra nhá. Không còn một cái gì luôn. Nó chỉ cắm một đoạn ngắn ngắn vào đây để nó đỡ rồi. Đây. Ok nha mọi người nha. Bây giờ mình review xong rồi. Ngày mai mình sẽ có một clip là mình sẽ quay thực sớm hơn, bởi vì bây giờ mình vừa hoàn thành xong nhưng không review được hết mọi người ạ. Đây chỉ mình nói qua thôi, mai mình nói lại cho mọi người nghe nhé. Đấy. Tổng con này của mình ngót nghét là 50 triệu nha mọi người. Chưa kể là mai mình sẽ review qua cái cục máy cho mọi người xem. Thì bây giờ nó cũng hoàng hôn rồi mọi người ạ. Thế thôi thì chắc clip của mình đến đây thôi nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhá. Bye bye mọi người. Bye bye. Được rồi.